đội Xuân Phương được quyền phát bóng, đội Thanh Đức Lưu Phú chuẩn bị, các trọng tài chuẩn bị. Không, không. Set thứ nhất bắt đầu. Thông tin của Vinh tốt. Điểm của Vinh Vinh. Lương Phú. Lương Phú, 1, 0. Xuân Phương 1-0. Xuân Phương đập bóng tốt, điểm của Xuân Phương 2-1. Lương Phú đánh bóng chạm lưới. Lương Phú đánh bóng chưa qua lưới. Điểm cho Xuân Phương 4-1. Thả qua bóng ở đằng sau. Xuân Phương đập bóng tốt. Điểm của Xuân Phương 5-1. Xuân Phương đánh bóng chưa qua lưới, đổi điểm cho Lưu Phú 2-5. Thôi, trời ơi, ở đấy ra ngoài rồi. Xuân Phương đập bóng tốt, đổi điểm cho Xuân Phương 6-2. Lưu Phú đánh bóng chưa qua lưới, điểm cho Xuân Phương 7-2. Lưu Phú đánh bóng chưa qua lưới, về điểm cho Xuân Phương 8-2. Phát bóng ăn điểm trực tiếp, điểm cho Xuân Phương 9-2. Cảm ơn. Không qua lưới. Đánh bóng chưa qua lưới, điểm cho Xuân Phương 10-2.
Lương Phú đánh bóng ra ngoài, điểm cho Xuân Phương 11-2. Xuân Phương đánh bóng chưa qua lưới, đổi điểm cho Lương Phú 3-11. Lỗi kỹ thuật, đổi điểm cho Xuân Phương 12-3. Đánh bóng chưa qua lưới, điểm cho Xuân Phương 13-3. Điểm cho Lương Phú 4-13. Lương Phú đã có hở, đổi điểm cho Xuân Phương 14-4. Xuân Phương đánh bóng chưa qua lưới, đổi điểm cho Lương Phú 5-14. Xuân Phương đánh bóng ra ngoài, đội điểm được 6-15. Lương Phú đập bóng tốt, đỡ bao hỏng, đổi điểm cho Xuân Phương 16-6. Lương Phú đập bóng hỏng, điểm cho Xuân Phương 17-6. Xuân Phương bỏ bóng chưa qua lưới, đuổi điểm cho Lương Phú 7-17. Lương Phú đánh bóng chưa qua lưới, đuổi điểm cho Xuân Phương 18-7. Xuân Phương phát bóng ra ngoài, đổi điểm cho Lương Phú 8-18. Lương Phú phát bóng ra ngoài, đổi điểm cho Xuân Phương 19-8.
Xuân Phương đánh bóng ra ngoài, đổi điểm cho Lương Phú, 9-19. Lương Phú đã bóng hỏa, điểm cho Xuân Phương 29. Xuân Phương đã bóng hỏa, đổi điểm cho Lương Phú 10-20. Đọc bóng tốt, điểm rất đấy mà hôm ngoài 21-10. Điểm xét thứ nhất cho Xuân Phương 21-10 và hai đội đổi sân thi đấu xét đấu thứ hai. Đội Lục xét thứ Lương Phú phát bóng. Xét thứ hai giữa Xuân Phương và Lương Phú. Xã Lương Phú phát bóng. Đội Xuân Phương chuẩn bị. Không. Lương Phú đánh bóng ra ngoài, đội điểm cho Xuân Phương 1-0. Góc mây thủ nha, toàn chéo sân đấy. Lương Phú đánh bóng chưa qua lưới, điểm cho Xuân Phương 2-0. Chưa qua lưới, điểm cho Xuân Phương 3-0. Con đội điểm cho Lương Phú 1-3. Thank you.
Cánh bóng chưa qua lưới, điểm thêm Lương Phú 2, 3. Rồi điểm cho Xuân Phương 4, 2. Đổi điểm cho Lương Phú 3, 4. Bóng vẫn còn. Quả đấy là nhảy bóng vào vai xong nhảy lên rồi. Trọng tài không thổi đấy chứ. Vào vai nhưng mà nhảy lên. Thấy bóng không qua lưới, đổi điểm Xuân Phương 5-3. Lương Phú đánh bóng tốt, đổi điểm 4-5. Phương đã bảo hảo điểm với Lương Phú 5 đều. Bóng vẫn qua. Vẫn qua và nỗ lực đưa bóng. Đánh bóng ra ngoài. Đổi điểm Xuân Phương 6-5. Đánh bóng chưa qua lưới, điểm cho Xuân Phương 7-5. Cái đá nước này. Lương Phú đánh bóng hỏng, điểm cho Xuân Phương 8-5. Xuân Phương phát bóng ra ngoài, đổi điểm cho Lương Phú 6-8. Xuân Phương đánh bóng tốt. Nghe được tay vào. Xuân Phương bỏ bóng tốt. Điểm Xuân Phương 10-6. Đánh an toàn đi nhá, đừng để xếp ba. Đánh bóng chưa qua lưới, điểm với Xuân Phương 11-6. Và đội đội Lương Phú. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Vẫn còn nỗ lực cứu bóng đã thành công. Số 9 của Xuân Phương vánh cả hai tay. Đập bóng tốt. Điểm cho Xuân Phương 12-6. Vẫy bóng chưa qua lưới, đổi điểm cho Lục Phú 7-12. Xuân Phương đánh bóng tốt, đổi điểm cho Xuân Phương 13-7. Im gió rồi đấy. Im gió là đánh nhà hay à? Ngoài điểm Xuân Phương 14-7. Xuân Phương đánh bóng chưa qua lưới. Điểm cho Lưu Phú 8-14. Lương Phú đã có hỏng, điểm với Xuân Phương 15-8. Xuân Phương đập bóng tốt, điểm với Xuân Phương 16-8. Cọc đâu có đấy mà cọc. Đánh bóng chưa qua lưới, đổi điểm cho Lương Phú 9-16. Đánh bóng tốt, điểm cho Lương Phú 10-16. Xuân Phương đưa bóng hỏng, điểm cho Lương Phú 11-16.
Xuân Phương đánh bóng ra ngoài, điểm cho Lương Phú 12-16. Đánh bóng chưa qua lưới. 3-16. Kéo này. Lương Phú đã bóng hợp, đội điểm cho Xuân Phương 17-13. Xuân Phương là bóng tốt, điểm cho Xuân Phương 18-13. Gió đấy nhé. Đập bóng tốt, điểm cho Xuân Phương 19-13. Kéo sân ạ. Xuân Phương đập bóng tốt, điểm cho Xuân Phương 20-13. Kết thúc set 2, Xuân Phương thắng Lương Phú 21-13. Xuân Phương thắng với tỷ số 2.